Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay mình tiếp tục mang đến cho anh em một clip mà mình sẽ sử dụng full combo thần rừng, tức là có một set thần rừng này, sau đó là sẽ có một khẩu SK cũng mang hơi hướng rừng rậm này. Và tiếp theo nữa sẽ là khẩu súng Thompson cũng rừng rậm luôn anh em ạ, hoa lá cành hết. Đấy, lần trước thì mình cũng đã làm cái combo này cho anh em một lần rồi. Tuy nhiên thì trong cái clip trước mình không lấy được top 1, nhưng mà trong ngày hôm nay ấy, mình sẽ cố gắng lấy cái top 1 ở với cái combo thần rừng anh em nhá. Rồi. Trời ơi, làm gì có ai xuống sớm hơn tôi nữa. Đây rồi, có vẻ như hôm nay đường bay này xa hay sao ấy, thành ra là ít người nhảy vô anh em ạ. Không sao, mình cứ loot đầy đủ đã. Đây, đủ đồ rồi anh em ơi. Đây, đây, thanh niên đang nhảy trên công kìa. Úi trời ơi, chết đến đít rồi còn không biết. Nào, cứ bắn đi. Tuấn đến đây. Đây, vẫn nhảy trên công anh em ạ. Nhảy cả mà cứ leo công như thế này thì chỉ có chết thôi bạn ơi. Nhảy cảng mà leo công với chúng tôi à. Rồi, tới công chuyện, tới công chuyện. Ôi, anh em thấy khẩu SK đẹp không? Đẹp nhở. Mẹ, thề luôn ấy. Nâng khẩu SK này lên level 6 là một điều đúng đắn đối với mình. Có tiếng này, có tiếng này. Nhảy xuống đây thanh niên. Nhảy xuống đây thanh niên. Nhảy xuống đây thanh niên. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhanh. Còn đồng đội không, gọi nốt ra đây bạn ơi. Nào xuống đây. Xuống đây. Có Thompson không thí chủ? Thí chủ có Thompson. Thí chủ có Thompson. Nào. Nói chung là để mà loot được Thompson ấy thì khu bão cát này không có nha mọi người. Khu bão cát này mình loot đi loot lại rồi 100% là không có Thompson anh em ạ. Chỉ có loot từ boss hoặc là đi ra ngoài loot thôi. Lại tính núp với chúng tôi. Ừ, chúng tôi cho bạn quả bom luôn. Nào, lấy tương. Chạy đi đâu bạn ơi. Có tiếng ở bên phải nữa. Có ta. Ui dồi ôi, có luôn. Rồi. Chạy đi đâu đây bồ ơi. Úi dồi ơi. Quá đen cho các bạn luôn. Trời ơi. Gặp Tuấn Hát Xe là gặp Tuấn Hát Xe là đời các bạn coi như xong. Không có Thompson luôn anh em ạ. Mẹ, lút cái khẩu Thompson nó mệt lắm. Bây giờ nhiệm vụ là phải đi kiếm khẩu Thompson thì mới hoàn thành cái combo này. Chứ cái combo này là hơi phế. Đã gọi là combo thần rừng là nó phải đúng thần rừng anh em nhỉ. Chứ lại không được lửa mùa. Ơ. Có này người đấy. Bot. Có Thompson không bot ơi? Xin khẩu Thompson bot ơi. Đây chỉ có bot mới có Thompson hoặc là loot ở bên ngoài anh em ạ. Ui giời ơi, Bero chứ không phải là Thompson. Cay thế nhờ. Mẹ nhìn cái con rồng nó bay ghét ghê luôn ấy. Bây giờ đi đâu để vẫn còn đang bắn nhau này. Ai à? Hai con bot bắn nhau. Nếu như mình không nhầm, hai con bot bắn nhau anh em ạ. Rồi để xem nào. Hình như đúng rồi, đúng boss rồi, đúng boss rồi anh em ạ. Nào, từ từ. Có Thompson không? Có Thompson thì lôn ra đây. Rồi. Con boss vẫn còn đang bò này. Ngon. Ui, UMP chứ. Giờ tôi cần Thompson cơ. Ui dồi ôi, Bero ạ. Cay thế nhờ. Vẫn không có Thompson anh em ạ. Bực thật sự. Bây giờ đi đâu để kiếm Thompson bây giờ? Sới đến 3 con boss rồi mà không có Thompson này, toang. Chẳng nhẽ lại phải đi ra mấy khu ngoài loot thì người ngợm chết hết. Người ngợm chết hết thì còn chơi bời gì nữa đúng không anh em? Giờ phải có Thompson cơ. Ui giời ơi, chán thế nhở. UMP thì nói chuyện gì? Đẹp nhất là khẩu Thompson ấy thì nó mới hoàn thành, nó mới hoàn thiện cho cái combo gọi là combo thần rừng được đúng không mọi người? Đấy, cây cối hoa lá cành hết thì nó mới đẹp. Nào, quyết hôm nay là phải kiếm được Thompson anh em ạ.
mạng cuối cùng tôi giết mà cầm Thông Sơn tôi cũng sẽ cầm để hoàn thành cái combo này. Chứ bây giờ nói thật với anh em, nhiều anh em cứ bảo là anh đã xác định chơi combo nào là anh phải chơi combo đấy đến cùng, nhưng mà xin lỗi mọi người chứ nếu mà cứ đi loot ấy thì nó cũng buồn lắm, nó chán đấy. Đây chạy này, thôi chết mẹ rồi, quả ngu người. Ra đây bạn, ra đây. Ui má, nó định quay mình anh em ạ. Thế thì phải trừ thêm tên này trước. Đấy, lao lên đây nào. Ngu người. Ui chạy nhanh thế nhở, đẩy luôn anh em ạ. Chỉ còn hai thằng thôi. Nào lên đây, lên đây. Rút bom mà không lao lúng luôn. Vai cà nồi. Ui nó trèo. Nào trèo lên đây. Ai rồi. Ui bên trái bên phải đều có địch hết. Từ từ đã. Một máu đại anh em. Má, nó không cho mình hồi máu luôn. Giết. Nào. Trên công, nhảy xuống, rồi thêm một tên nữa. Như này, hình như là team này chỉ có 3 tên thôi anh em ạ. Nút nhẹ cái đã. Đây. Đây rồi. Có Thông Sơn không? Không có Thông Sơn luôn chứ. Vai nổi thật. Buồn thật sự luôn. Có Thông Sơn đi bạn ơi. Ui dồi ôi, UMP à. Thanh niên lại cầm một súng nữa, chắc là đi giấu súng hay sao ấy. Bực thế nhở. Mãi không có Thông Sơn à. Cú thật. Bây giờ biết đi kiếm khẩu Thông Sơn ở đâu đây trời. Ôi giời ơi. Đi kiếm mấy con boss anh em ạ. Giờ chỉ có boss thì nó mới cầm Thông Sơn dễ thôi. Chứ bây giờ mà bảo vào một khu loot ấy, chưa chắc đã có Thông Sơn. Thông Sơn hiếm lắm. Từ cái đợt mà chơi ở cái sự kiện bí mật cổ đại này ít Thông Sơn lắm. UMP thì nhiều. Mình không biết là các khu báo cát khác như thế nào, nhưng mà mình đi tìm mấy khu báo cát thì không có khu báo cát nào có Thông Sơn cả. Con UAT. Ô, dừng rồi. Đây rồi. Gọi đồng đội à. Ui. Trên nhà hình như cũng có người hay sao ấy. Để mình đơm thanh niên này trước đã. Vào đây núp. Ui rồi lại. Ơ, yếu được. Chơi thế là không được. Chơi ai chơi lại KS như thế bao giờ. Để yên mình qua. Mình tìm cách mình qua, mình đơm luôn anh em ạ. Ô. Final. Gì đây? Ôi lại là một thanh niên Trung Quốc nữa. Giết luôn, không nói nhiều. Đây. Thế là đúng rồi, mình nghe chuẩn luôn là trên nhà có một người. Tự nhiên mình lại cứ nghĩ mình nghe nhầm chứ anh em ạ. Dạo này mình hay phủ định những cái thứ mà mình nghĩ lắm luôn đấy mọi người. Ôi. Vai cả đái ạ. À. Mẹ thập diện mai phục à. Vai nồi. Nghe chuẩn thì không tin. Nhỏm lên bắn thì gặp mai phục. Quá. Ồ thôi xong rồi, đi nhầm rồi, ngu dốt. Thanh niên chạy bo này. Úi dồi. Thấy Thông Sơn đẹp không bạn ơi? Thông Sơn đẹp không? Ui giời lại chả đẹp. Ôi thanh niên này á. À, mình nhìn thấy một đống đạn chín mình lại cứ tưởng thanh niên này mới hồi sinh. Hóa ra thanh niên này cũng hồi sinh lâu rồi. Quá đen cho bạn. Đúng lúc mà tôi đâm xuống biển thì xuống sông thì bạn này cũng vừa mới bơi qua. Nào mấy thanh niên. Chạy đi đâu? Ơ, chạy bộ à? Ôi dồi ôi, chạy bộ thì đời các bạn coi như bỏ. Đời các bạn coi như là bỏ. Ui cái gì đấy? Lát đạn nhanh lên. Không cho cứu luôn anh em ạ. Không cho cứu. Đấy, chạy vào đá cứ đứng đấy mà mò. Tôi xác định là lại tiếp tục lên con couple đi tiếp. Đấy. Chạy bò đã. Trong 36 kế chạy vẫn là thượng sách. Đùa tí thôi, mình sẽ làm một vòng anh em ạ. Xem có bắn được vào lưng bạn hay không. Ừ cứ bắn đi, tí nữa tôi với bạn sẽ chơi nhau.
Đây, bây giờ mình quay lại nhá. Quay lại xem đã đi chưa nào. Ê! Mẹ lag à. Ui, nó ở trong nhà mình này, cứ tưởng nó bị lag nhà anh em ạ. Mình cứ tưởng là nó chạy ra giữa đồng chứ. Bắn đi, bắn chán chê mê mỏi đi. Tí tao quay lại mày biết tay. Đây. Hay là mình vào bo mình đợi anh em nhỉ. Ui, vai cả nồi trong bo cũng có luôn. Đủ má con cá. Đang bắn ai vậy? Ây à, bắn không lể lang ai hết luôn đấy mọi người ạ. Được rồi, để tôi check xem nhà này có người không đã. Không có rồi. Ok, để xem nào, bạn ấy bắn ai ta? Khó hiểu thật đấy. Chịu. À, bao nhiêu công mới tìm được khẩu thông sơn. Trận này quyết tâm là phải lấy được top 1 anh em ạ. Nào. Chẳng thấy nó đâu cả anh em ạ. Ảo thế nhở. Cầm K98 không biết bắn ai luôn. Ô, chạy này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, mù mắt rồi. Toàn quá. Ai lại sấy như thế bao giờ. À, xấu hổ với tổ tiên luôn đấy. Rồi, lại phải tiếp tục mở góc ra để bắn tiếp thôi anh em ơi. À, nghĩ mà nó cay ấy. Đây. Góc này là đẹp này. Mình sẽ vừa bắn mình vừa chặn đầu anh em nhá. Đây, phanh nắp bát ở đây. Đây, dừng ở đây quá đẹp luôn. Đây, chạy xuống đây, chạy xuống đây. Đây, đây đang chạy này anh em này. Úi giời ơi. Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi theo bà còng. Đi theo bà còng. Ơ kìa con chim cánh cụt này. Má anh em nhìn nó bóp không? À, sau trận này tôi phải cho con chim cánh cụt của tôi chim cút vào trong chuồng thôi. Ơi, đừng nói là cái ăn mạng nhá. Vãi nồi à, không làm mà lại muốn ăn. Được rồi. Để mình tìm cái thanh niên mình vừa. À đây rồi. Mình gạt nốt cái thanh niên này mình xuống mình đơm. Đơm cái thằng quần què ở dưới khu nhà dám cái hết mạng của mình luôn. Cay thật sự luôn đấy. Đây rồi. À. Nó tức gì đâu anh em ạ. Không làm mà muốn ăn à? Ăn cứt. À vẫn táp anh em ạ, vẫn táp. Này nhá, anh em thấy không? Cái âm thanh nó ở phần trái nhà một chút thôi nhưng mà cái không biết các bạn có nghe giống mình không nhưng mà cái âm thanh nó ở mắc trái luôn ấy. Có nghĩa là âm thanh nó không được chính xác. Cái bản update này dạo này mình thấy nó cứ lỗi nào ấy. Đây. Ui chạy. Mẹ bọn này chạy kiểu rất là hách não nha anh em nhá. Chạy kiểu chạy loạn xạ, chạy không có bất cứ một cái quy luật nào ấy, giống kiểu nó đang trêu mình ấy. Đây này, để mình tung cho nó quả bom. Mày thích gấp nhà đúng không? Chết này. Ngu này. Thêm trái nữa bên trái này. Thêm trái nữa trong nhà này. Đấy. Ù tai nhức óc hết rồi. Giờ con rời mới cứu được. Ui. Mẹ. Thánh vậy. Mày thánh này. Cờ này không biết cờ nước nào anh em ạ. Nước nào thì cũng giống nước ta thôi. Mà giống làm sao được. Việt Nam là number one. Ái da, có thằng đang nấp ở đoạn giữa này thì phải. Chính xác rồi. Thằng quần què. Đuổi đây. Ồ, có tiếng. Vào đây. Vào đây bạn ơi. Vào đây.